Hello, xin chào tất cả bà con nha. Em về cặp máy Nhật nữa nha. Một con tiền hành gia Nhật hầu rồi tại Thuận. Một con khoan Taro tự động. Tự động như Taro nha. Này hoạt động hết nha. Giá rẻ luôn. Con số mấy? Này con số 4. Bằng lớn bằng 500. Con số 4 3 máy là con số 4, 31 con số 4. Này thì tiền hành gia. Để đo dài nha. Đây là vệ sinh luôn nha nè. Dài 1m8. Trong tầm 650. Thì mua bằng 420, mua dao 220, mua hầu tới 670-688, cặp 190, 3 cháu Thuận, này bên ngang cũng rộng 200 luôn rồi. Các bạn sắp ra nó đông này nha, có thay mấy cái nhông nha. Này lỗ 35. Đây, đang điện 3 pha 200 luôn nha. 3 pha 200 nút ở đây nha. Tay thuần, anh em làm rồi dễ, bằng bằng còn đẹp. Cái hầu tới đây nha. Kẹp bánh xe máy với đồ là ok, là anh em làm đồ lớn đồ nhỏ là bố tới nha. Nó nhẹ nhàng không? Vệ sinh cái là dứt thôi nha. Con này được cái là hộp số vòng đầu nha. Số vòng 6 tốc độ. Con này sườn đặc nên cũng nặng nha. Rồi, con này anh em có nhu cầu có gì alo nha. Chạy sẽ vệ sinh sơ cho anh em 30 triệu nha. Coi như là bao giờ chạy nha. Còn con này thì cao cũng cao nha, cao con này tầm 2m2. 2m2 nha. Con này giống như có bé đầu hay gì không biết. Không bẻ. Lên xuống tầm rất là cao. Này vô ra thì được 2.7 là 5.54. Quá là rồi. Đây. Rồi, con này đó, vệ sinh chạy cho anh em, chạy cho anh em luôn nha. 18 triệu nha. Anh em thập điện kiếm không ra đâu nha. Đó, anh em có nhu cầu có gì alo. Chốt nhanh nha. Anh em còn mấy thay còn mấy con nha. Phi ngang có, phi ngón có nha. Này thì phi ngang có luôn, đồ chia bộ chia hết luôn nha. Con này hoạt động rất là ok. Nếu mà xài nhông nhét là rất ok nha. 3 pha 38 đã test hết rồi nha. Còn này 25 triệu luôn, đầu luôn nha. Có con nhỏ trong anh em nào xem clip này sổ luôn nha. Giờ chụp hình gửi qua Zalo nha. Em mới biết là nay đang clip sổ nha. Còn mấy khoan như Suda nè. Con này mới điên luôn nha, thành công luôn. Con này 1.2. Con này 6 triệu nha. Này Hàn Quốc 1m. Con này 40 triệu. Con này thì trung tâm Đài Loan Jinzhong. Trung tâm 1m rưỡi. Tâm cao qua bằng 600 luôn. Con này qua hầu chắc cũng lớn. 900. Con hầu 900. Con này rẻ sang gì luôn, 35 triệu nha. Chốt 130. Đài Loan giá rẻ nè. Nay sổ 16 triệu luôn rồi. Anh em làm luôn nha. Rồi qua 28 triệu. Anh em này chốt cho anh em 26 triệu nha. Anh em nào chốt thì alo nha. Còn này đồng đúng đây. Chốt là khách chốt rồi. Mori này khách chốt rồi. Còn con phay trong đó nè. Phay trong này anh em sang luôn là 20 triệu.
Wachita, quay Makino 35 triệu. Đây anh em xem clip này 33 triệu nha, hoạt động ok. À, con này nè, dọn này nè, chạy cho anh em về làm nha, 20 chốt. Rồi anh em chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh nha, để theo dõi máy về nha nếu có nhu cầu. Còn anh em nào cần máy thì có gì alo, số điện thoại em để trên tiêu đề nha. Em xin kết thúc video thì cảnh này nha, này rửa nha, vệ sinh luôn nha, bồi cho bông vệ sinh cho anh em luôn nha, rồi là chạy. Rồi em xin kết thúc video thì cảnh này nè.